Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Quang Linh Vlog hội ngộ chị gái sau 7 năm xa cách, còn tổ chức đám cưới cho chị tại Angola. Sau hơn 7 năm xa cách nhau, Quang Linh Vlog mới đây đã chính thức được gặp lại chị gái, đón chị gái sang Angola thăm. Nam YouTuber còn hứa sẽ tổ chức đám cưới cho chị và anh rể tại đây. Mới đây trên trang cá nhân, Quang Linh Vlog hào hứng đăng tải khoảnh khắc ra sân bay để đón chị gái. Chàng trai xứ Nghệ viết, lễ tổng đã hạ cánh an toàn. Được biết, Quang Linh và chị gái đã xa cách hơn 7 năm qua khi một người du học Nhật Bản, một người sang Angola làm việc. Cuối năm 2022, chị gái Quang Linh về hẳn Việt Nam và tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, thời điểm đó vì còn quá nhiều dự án và công việc tại Angola nên Quang Linh không thể về dự đám cưới của chị. Vì quá tiếc nuối nên nhân dịp chị gái sang Angola thăm, Quang Linh quyết định tổ chức một đám cưới cho chị và anh rể tại đây theo phong cách của người bản địa. Thời gian qua, dù phát triển công việc tại trang trại ở Angola, thế nhưng Quang Linh cho biết chi phí chủ yếu để anh xoay sở vấn đề đến từ YouTube. Vì công việc tại trang trại vẫn chỉ đang ở những bước đầu và chủ yếu để tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây. Mới đây, theo thống kê của một trang dữ liệu cho biết, trung bình mỗi tháng nam YouTuber Quang Linh Vlog có thể kiếm hơn 1 tỷ đồng từ kênh video của mình. Theo thống kê từ trang dữ liệu Social Play, kênh YouTube của Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi do Quang Linh Vlog và team của mình hoạt động được thành lập năm 2018 với hơn 1.000 sản phẩm được đăng tải và thu được trung bình hơn 1,1 tỷ lượt xem. Đây là một con số không nhỏ đối với nam YouTuber xứ Nghệ. Trang dữ liệu Social Play ước tính mỗi tháng kênh YouTube của Quang Linh Vlog sẽ nhận được thu nhập từ 4.100 đến 64.800 đô, từ 96 triệu đến 1,5 tỷ đồng mỗi năm. Quang Linh Vlog có thể kiếm được doanh thu 48.600 đến 777.900 đô, khoảng 1,1 tỷ đồng đến hơn 18,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số trên lý thuyết dựa theo những dữ liệu hiển thị của kênh YouTube. Thu nhập thực tế còn tùy thuộc vào những chính sách chi trả của nền tảng đối với mỗi quốc gia. Được biết, một trường hợp khác là Hoa hậu Thủy Tiên cũng sở hữu kênh YouTube với khoảng 540.000 lượt xem mỗi ngày và có thể mang về 135 đến 2.200 đô, 2,9 đến 52 triệu đồng. Quang Linh Vlog từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt. Sau nhiều video về cuộc sống ở châu Phi và những hành động giúp đỡ bạn bè quốc tế, Quang Linh Vlog nhận được sự ủng hộ hết mực từ netizen nước nhà. Sau thời gian đầu chủ yếu kiếm tiền từ video, hiện tại Quang Linh Vlog và nhóm của mình đã mở một thương hiệu riêng, livestream bán hàng cũng như xây dựng một số nông trường để giúp người dân châu Phi có kế sinh nhai. Quang Linh Vlog tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An. Chàng trai xứ Nghệ từ sang châu Phi làm việc và nổi tiếng với kênh YouTube ghi lại cuộc sống sinh hoạt ở nơi đất khách quê người. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh quyết định xuất khẩu lao động sang Luanda, thủ đô Angola. Quang Linh Vlog và những người bạn của mình đã cùng nhau tổ chức các hoạt động giao lưu, dùng kiến thức để hướng dẫn người dân địa phương làm nông nghiệp, phát gạo từ thiện. Năm 2022, Hoa hậu Thủy Tiên, người từng được biết đến với thu nhập khủng sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, cô đã đến với Angola hội ngộ cùng team của Quang Linh Vlog để cùng tham gia hoạt động từ thiện của người dân. Tại đây, màn tương tác của hai người đã khiến fan hâm mộ quằn quéo, thậm chí khán giả còn đẩy thuyền tích cực cho cặp đôi. Sau lần sang Angola làm từ thiện cùng với team châu Phi, Hoa hậu Thủy Tiên tiếp tục cùng team Quang Linh thực hiện chuỗi hoạt động từ thiện tại quê nhà Việt Nam. Với chủ đề của dự án từ thiện là điểm trường yêu thương, Thủy Tiên và một số thành viên trong team châu Phi đầu năm nay đã có chuyến đi tới Hà Giang để bắt đầu xây dựng điểm trường đầu tiên. Số tiền thực hiện dự án được trích ra từ doanh thu những buổi livestream bán hàng của Thủy Tiên và Quang Linh. Sau Hà Giang, team Việt Phi đã tiếp tục tái ngộ để cùng nhau thực hiện chuyến hành trình thứ hai, Bản Huê Măn, xã Nhơn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, trong chuyến đi lần này còn có sự xuất hiện của chị gái Quang Linh. Dự kiến khi các điểm trường xây xong, Quang Linh sẽ về Việt Nam để khánh thành trường học trong dự án điểm trường yêu thương cùng Thủy Tiên, rồi sau đó khởi hành sang Pháp cùng nàng hậu. Tuy nhiên, Quang Linh cho biết, vì hiện tại mọi thứ vẫn chưa được lên kế hoạch cụ thể, nên nam YouTuber chưa thể chắc chắn về việc sẽ về Việt Nam. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.